Xin chào tất cả các em, cô là Lily. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 8 trong chương trình tiếng Anh 5 các em nhé. Unit 8, What are you reading? Bài số 8, bạn đang đọc gì vậy? Chúng ta cùng xem một đoạn hội thoại. Hi Peter, chào Peter. Let's play chess. Hãy cùng chơi cờ vua nào. I can't, tớ không thể. I'm reading, tớ đang đọc sách. What are you reading? Bạn đang đọc gì vậy? I'm reading a story about Halloween. Tớ đang đọc một câu chuyện về Halloween. Is it a ghost story? Đó có phải là một câu chuyện ma không? Yes, very scary. Có, rất đáng sợ. Is it a ghost? Có phải ma không vậy? Oh no, ôi không. Chúng ta có một số từ mới sau. Các em hãy nghe và nhắc lại theo cô nhé. Ghost story. Ghost story, chuyện ma. Scary, scary, đáng sợ. The fox and the crow. The fox and the crow, con cáo và con quạ. The story of Mai An Tiêm. The story of Mai An Tiêm, sự tích Mai An Tiêm. Aladdin and the magic lamp. Aladdin và cây đèn thần. Snow White and the Seven Dwarfs. Snow White and the Seven Dwarfs. Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Hôm nay chúng ta sẽ học mẫu câu hỏi. Bạn đang đọc gì vậy? What are you reading? Trả lời, I'm reading. Chúng ta cùng luyện tập nhé. What are you reading? I'm reading The Fox and the Crow. What are you reading? I'm reading the story of Mai An Tiêm. What are you reading? I'm reading Aladdin and the Magic Lamp. What are you reading? I'm reading the Snow White and the Seven Dwarfs. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và nhắc lại theo băng game nhé. Look, listen and repeat. A. Hi, Peter. Let's play chess. I can't. I'm reading. B. What are you reading? I'm reading a story about Halloween. C. Is it a ghost story? Yes. Very scary. D. Is it a ghost? Oh no! Page 52. Activity 2. Point and say. What are you reading? I'm reading The Fox and the Crow. A. The Fox and the Crow. B. The Story of Mai An Tiêm. C. Aladdin and the Magic Lamp. D. Snow White and the Seven Dwarfs. Page 53. Activity 4. Listen and tick. Mà hãy mở sách trang số 53. Ta sẽ làm bài tập số 4. Nghe và tích vào cái bảng này các em nhé. 1. Hi, Nam. What do you do in your free time? I like reading stories. What are you reading at the moment? I'm reading The Fox and the Crow. I'm reading The Fox and the Crow. Tớ đang đọc câu chuyện Con cáo và con quạ. Vậy chúng ta tích vào ô số 2 này các em nhé. 2. Hi, Mai. What are you doing this weekend? I'm going to stay at home and finish my book. What are you reading? Aladdin and the Magic Lamp. Aladdin and the Magic Lamp. Bạn Mai đang đọc câu chuyện Aladdin và cây đèn thần đúng không nào? Chúng ta tích vào ô thứ nhất nhé. 3. Hi Linda, what are you reading? I'm reading my favorite book again. What's the name of the book? Snow White and the Seven Dwarfs.
Bạn Linda đang đọc Snow White and the Seven Dwarfs. Bà Tuyết và Bảy Chú Lùn cho tích vào ô thứ tư. Why are you reading it again? Because it's so interesting. 4. Hi, Tom. What are you reading? The Story of My Anthem. Tom đang đọc The Story of My Anthem. Sự tích My Anthem đúng không nào? Và tích vào ô số 3. Do you like it? Yes, I think it's my favorite story. Page 54. Chúng ta cùng mở sách giáo khoa tiếng Anh 5 ra. Chúng ta cùng làm thêm một bài tập nữa các em nhé. Trước khi chúng ta chuyển sang Lesson 2. Chúng ta làm bài số 5 này các em nhé. Bài số 5, trang số 53 các em nhé. Chúng ta sẽ điền từ Snow, Like, Reading, Free và Seven vào cái đoạn này. What do you do in your... Bạn làm gì trong thời gian... của bạn? Số 1 chúng ta sẽ điền từ free. What do you do in your free time? Bạn làm gì trong thời gian rảnh rỗi của bạn? Free time là thời gian rảnh rỗi. I read a lot. Tớ đọc rất nhiều. I like fairy tales. Tớ thích truyện cổ tích. I see. Tớ thấy rồi. What are you now? Số 2 chúng ta sẽ điền. What are you reading now? Chúng ta điền từ reading. Bạn đang đọc gì bây giờ vậy? Số 3. Chúng ta sẽ điền ở đây là Snow White. Snow White là nàng bạch tuyết đúng không nào? Snow là tuyết. Snow White and the Seven. Seven là bảy. Seven dwarfs. Bạch tuyết và bảy chú lùn. Snow White and the Seven Dwarfs. What about you? Thế còn cậu thì sao? Do you like fairy tales? Bạn có thích chuyện cổ tích không? No, I don't. Không. I... reading short story. Tớ thích đúng không nào? I like. Chúng ta điền từ like. I like reading short story. Tớ thích đọc truyện ngắn cơ. What are you reading now? Bạn đang đọc chuyện gì bây giờ vậy? A Halloween story. Một câu chuyện về Halloween. Như vậy là chúng ta làm xong bài số 5 này rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại bài học của chúng ta nhé. Lesson 2. Look, listen and repeat. Các em hãy nghe và nhắc lại theo cô nhé. What are you reading, Quân? Bạn đang đọc gì vậy, Quân? Aladdin and the Magic Lamp. Aladdin và cây đèn thần. Who's the main character? Nhân vật chính là ai vậy? A boy, Aladdin. Một cậu bé tên là Aladdin. What's he like? Cậu ấy như thế nào? I think he's generous. Tớ nghĩ cậu ấy rất hào phóng. May I borrow the book? Tớ có thể mượn cuốn sách được không? Yes, you can have it when I finished. Bạn có thể đọc nó khi tớ hoàn thành xong. Chúng ta có một số từ mới sau. Các em hãy nghe và nhắc lại theo cô nhé. Generous. Generous. Hào phóng, rộng lượng. Main character. Main character. Nhân vật chính. Character là nhân vật, main là chính. Borrow. Borrow. Mượn. Finish. Finish. Xong, hoàn thành. Hard working. Hard working. Chăm chỉ. Kind. Kind. Tốt bụng. Clever. Clever. Thông minh. Gentle. Gentle. Dịu dàng, hiền lành. Hôm nay chúng ta sẽ học mẫu câu hỏi. Một nhân vật nào đó như thế nào? What... like. Nếu là nhân vật nam thì chúng ta sẽ trả lời là he's rồi cộng với tính từ miêu tả nhân vật đó. Nếu là nhân vật nữ thì các em sẽ trả lời là she's rồi cộng với tính từ miêu tả nhân vật đó.
Chúng ta cùng thực hành các em nhé. What's Auntie like? He's hardworking. What's Snow White like? She's kind. What's the fox like? He's clever. What's Tấm like? She's gentle. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và nhắc lại theo băng các em nhé. Lesson 2. Activity 1. Look, listen and repeat. A. What are you reading, Quân? Aladdin and the Magic Lamp. B. Who's the main character? A boy, Aladdin. C. What's he like? I think he's generous. D. May I borrow the book? Yes, you can have it when I finish it. Page 54. Activity 2. Point and say. What's Auntie M like? He's hardworking. What's Snow White like? She's kind. A. Antium. Hard working. B. Snow White. Kind. C. The fox. Clever. D. Tam. Gentle. Page 55. Tiếp theo, các em hãy mở trang số 55. Chúng ta sẽ làm bài tập số 4. Listen and write one word in each blank. Nghe và viết điền một từ vào mỗi chỗ trống sau. Activity 4. Listen and write one word in each blank. 1. What are you reading, Hua? A fairy tale. The story of Tam and Cam. Are Tam and Cam the main characters? Yes, they are. What's Tam like? She's kind. What's Tam like? She's kind. Tam như thế nào? Cô ấy rất tốt bụng. Chúng ta điền từ kind vào chỗ trống thứ nhất. 2. What's your favorite book, Huang? It's Doraemon. What's Doraemon like? He's clever. Doraemon, he's clever. Doraemon rất là thông minh, thì chúng ta điền từ clever. 3. Do you like fairy tales, Mai? Yes, I do. I'm reading Snow White and the Seven Dwarfs now. What are the dwarfs like? They're short and hard working. Những chú lùn như thế nào? What are the seven dwarfs like? Họ lùn và rất chăm chỉ. They are short and hard working. Hard working là chăm chỉ. Chúng ta điền vào số 3. 4. What are you reading, Tony? The story of My Aunt Yum. I like it very much. Why do you like it? Because the main character, Aunt Yum, is a clever and generous man. Auntie M thì rất là thông minh, clever và generous và rất là hào phóng. Chúng ta điền chữ generous vào số 4 các em nhé. Generous là hào phóng. Như vậy chúng ta đã xong bài số 4 rồi. Page 55. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe bài hát Snow White and Aladdin. Chúng ta hãy cùng nghe và hát theo các em nhé. Activity 6. Let's sing Snow White and Aladdin. There's a girl who's so gentle and so kind. Snow White is her name. Yes, Snow White is her name. There's a boy who's so clever and so bright.
page 56. Tiếp theo, lesson 3, chúng ta sẽ tiếp tục học về phát âm của từ trong câu. Những từ có đánh dấu màu đỏ trên là những từ được nhấn mạnh hơn so với các từ còn lại. Các em hãy nghe và nhấn mạnh những từ đó và bắt chước theo băng các em nhé. 6. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. What are you reading? I'm reading The Fox and the Crow. What's Snow White like? She's kind. Page 56. Activity 2. Listen and circle A or B. Then say the sentences aloud. Yeah, các em sẽ nghe và khoanh tròn vào đáp án A hoặc B. 1. What are you reading? I'm reading The Fox and the Crow. I'm reading The Fox and the Crow. Vậy đáp án là A đúng không nào? 2. What's she reading? She's reading a funny story. Cô ấy đang đọc gì? Cô ấy đang đọc a funny story, một câu chuyện hài hước. Đáp án là B. 3. What's Antium like? He's hard working. Antium như thế nào? Cậu ấy rất chăm chỉ. He's hard working. 4. What's Aladdin like? He's clever. What's Aladdin like? Aladdin như thế nào? He's clever. Cậu ấy rất là thông minh. Page 56. Activity 3. Let's chant. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe và let's chant các em nhé. What are you reading? 1, 2, 3, 4. What are you reading? I'm reading the Aladdin story. What's Aladdin like? What's he like? He's clever and he's kind. What are you reading? I'm reading the Cinderella story. What's Cinderella like? What's she like? She's beautiful and she's kind. Như vậy là chúng ta đã học xong rồi. Chỉ còn một bài tập nữa trong sách giáo khoa để chúng ta làm thôi. Đó chính là bài bài số 5. Number the sentences in the correct order. Hãy đánh số các câu sau theo thứ tự đúng. Người ta đã đánh số câu thứ nhất sẽ giúp chúng ta rồi. Đúng không? One là Ming's my classmate. Ming là bạn học cùng lớp với tôi. Số 2 chúng ta sẽ sắp xếp là gì? She likes reading fairy tales in her free time. Bạn ấy thích đọc truyện cổ tích trong thời gian rảnh rỗi của mình. Số 2. Okay. Tiếp theo. Her favorite fairy tale is the story Tấm and Cám. Câu chuyện cổ tích yêu thích của bạn ấy là Sự Tích Tấm và Cám. Số 3 ở đây các em nhé. Tiếp theo. It's a Vietnamese story about two girls. Đó là một câu chuyện Việt Nam về hai cô gái. Số 4 ở đây các em nhé. Tiếp theo. Their names are Tấm and Cám. Tên của họ là Tấm và Cám. Số 5 ở đây các em nhé. Như vậy chúng ta đã làm xong bài này rồi. Chúng ta còn một bài cuối cùng nữa, đó là bài số 4. Hãy đọc và tích vào ô yes hoặc no. Câu số 1. Tom likes reading book in his free time. Tom thích đọc sách trong thời gian rảnh rỗi của bạn ấy. Chúng ta cùng xem câu này đúng hay sai nhé. Tom likes reading. On Sundays, he often stay at home and read comic books. Tom thích đọc vào những ngày chủ nhật. Cậu ấy thường ở nhà và đọc truyện tranh. Như vậy câu này là đúng, đúng không nào các em? Chúng ta tích vào ô yes.
Câu số 1 là yes. Câu số 2. Case closed is a Malaysian story. Chúng ta sẽ tìm cái từ case closed này ở đâu nhé? Đây. Case closed đây đúng không nào các em? Case closed. It is a Japanese story. Đó là một câu chuyện Nhật Bản chứ không phải là một câu chuyện Malaysia. Vì vậy nên câu này sai, chúng ta tích vào ô no. Số 3. The main character is Jimmy Kudo. The main character is a schoolboy called Jimmy Kudo. Câu này hoàn toàn đúng đúng không nào? Nhân vật chính chính là một cậu bé học sinh tên là Jimmy Kudo. Vậy thì câu này chúng ta sẽ tích vào yes. Câu số 4. Jimmy Kudo is a policeman. Jimmy Kudo là một cảnh sát. Chúng ta xem có phải không? Bạn ấy chỉ là một schoolboy thôi. Như vậy câu này sai. Bạn ấy chỉ là một schoolboy thôi các em nhé. Schoolboy là một cậu bé học sinh. Và he often helps the police. Bạn ấy thường giúp cảnh sát thôi chứ bạn ấy không phải là cảnh sát. Câu số 5. Jimmy Kudo is a clever and brave. Jimmy Kudo thì rất là thông minh và dũng cảm. Chúng ta xem có đúng không? Jimmy Kudo is Tom's favorite character because he is clever and brave. Jimmy Kudo là nhân vật yêu thích của Tom bởi vì cậu ấy rất thông minh và dũng cảm. Như vậy câu này hoàn toàn đúng. Chúng ta tích vào ô yes. Như vậy là chúng ta đã làm xong tất cả các bài tập ở trong Unit 8 rồi. Bây giờ chúng mình hãy mở sách ra và ghi bài các em nhé. Chúng mình hãy mở vở ghi ra để ghi bài nhé. Trên đây là những từ mới và những cấu trúc mà hôm nay chúng ta đã học. Các em hãy nhấn vào nút dừng lại để ghi hết phần này. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ các em nhé. Nhớ chia sẻ và nhấn nút like video này. Đồng thời nhấn nút đăng ký theo dõi để cập nhật những video mới nhất của cô về học tiếng Anh các em nhé. Cô Lily, Miss Lily rất là vui để đồng hành cùng các em trong việc học tiếng Anh hàng ngày. Cảm ơn các em rất nhiều. Goodbye and see you again.